niệm Phật chắc chắn được giảng sanh. Đời Đường có Tăng Huyền Pháp Sư là người ở Tịnh Châu. Học vấn và phẩm đức của Ngài đều được nhiều người ngưỡng mộ. Vào năm Ngài 96 tuổi, Ngài đã đọc được quyển An Lạc Tập, mới bắt đầu hồi tâm niệm Phật. Tôi đã 96 tuổi rồi, nếu như không chuyên tâm niệm Phật e là sẽ không kịp nữa. Thế là Tăng Huyền Pháp Sư đã sớm tối bái lạy Phật 1000 lần, niệm Phật 8 đến 9 vạn lần. Niệm Phật chuyên tâm như vậy, niệm được 5 năm. Một hôm, Tăng Huyền Pháp Sư bị bệnh, đã nói với đệ tử của mình: Phật A-di-đà đến rồi, đồng thời cho ta một bộ hương y. Hoàng Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát đi ở phía trước, và vô số Bồ Tát nữa đầy khắp hư không. Lần này ta phải đi rồi. Nói xong, vị Pháp Sư 101 tuổi đã giảng sinh rồi. Lúc đó, một mùi hương kỳ lạ qua 7 ngày vẫn không hề tan biến. Sau đó, hai người tận mắt thấy sự việc, đó là Khởi Phương và Diên Quả Pháp Sư, trong thời gian kiết hạ tại Ngộ Trinh Tự, chuyên tâm niệm A-di-đà Phật. Đồng thời, họ đặt lên tay tượng Quan Âm một cành dương xanh tươi, phát nguyện nói: Nếu có thể phát sinh nơi đất Phật, 7 ngày sau, cành dương sẽ không khô héo. Bảy ngày trôi qua rồi, cành dương không những không khô héo mà ngày càng xanh tươi. Cho nên hai vị Pháp Sư rất vui mừng, càng cố gắng hơn. Từ sáng đến tối đều luôn nghĩ về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Năm tháng sau, trong lúc quán tưởng, đã đến Tây Phương Cực Lạc. Họ đã nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát đang ngồi trên đài sen lớn. Đồng thời có hàng ngàn hàng vạn hoa sen. Phật A Di Đà ngồi trên bông hoa sen lớn nhất, ánh sáng rực rỡ. Hai vị Pháp Sư hướng về Phật hành lễ, sau đó nói: Diêm Phù Đề chúng sinh, y kinh niệm Phật có thể giáng sinh Cực Lạc quốc độ không? Không cần nghi ngờ, quyết định được giảng sinh nơi Cực Lạc quốc độ. Sau đó, hai vị Pháp Sư lại được nghe Thích Ca Mâu Ni Phật và Văn Thù Bồ Tát cùng đọc Pháp Hoa Kinh. Ngoài ra, họ còn thấy rất nhiều người niệm Phật giáng sinh. Sau khi hai vị Pháp Sư tu trong quan tưởng xuất định, đã kể với các đệ tử tu về cảnh tượng đó. Các con phải chuyên tâm niệm Phật. Những lời sư phụ nói tất cả đều là sự thật. Hai vị Pháp Sư Khởi Phương và Diên Quả, vào lúc này họ đã cùng nhau giảng sinh nơi Tây Phương Cực Lạc. Niệm Phật một niệm phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. A Di Đà Phật.